Mà nếu chúng ta có tạo tội hơn núi cả, nghiệp chúng ta vẫn trả. Nhưng bây giờ không khổ lụy. Mà ví dụ như bây giờ, hồi trước kia mình làm lỗi, ngay bây giờ mình hiểu, mình chấm dứt, thì nghiệp mình dứt ngang đó. Mình không tiếp tục tạo nữa, phải không? Thì người ta là dứt nghiệp, nghĩa là dứt cái phần tạo nghiệp. Nhưng mà cái quả mà chúng ta phải trả những gì chúng ta làm vẫn còn. Nhưng mà một khi chúng ta đã hiểu được pháp rồi, thấy được đường đi rồi, thì chúng ta dừng ngang đó. Mà dừng ngang đó thì hết tạo nghiệp. Phong vào ví dụ nãy mình chửi cái người kia quá trời, do mình hiểu lầm, tự nhiên có một ai thấy lời nói nhỏ với mình nghe cái mình đâu có chửi nữa, tại vì mình ốc dột rồi, mình hổ thẹn rồi, mình đã bị lố lời rồi, cho nên mình ngưng ngay đó, không nói nữa. Thì ngay đó là mình chỉ cần bắt đầu từ giờ phút đó, mình đem hết tâm thành của mình đến để mình tu tập, và là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Còn núi cả tội lỗi đi nữa, bây giờ vẫn trả, nhưng mà trả trong bình an, không có khổ, tại vì mình thấy được nhân quả. Trước kia thì mình không thấy nhân quả thì mình trách, mình nghĩ là người đó hại tôi, người kia muốn thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều từ ở nơi mình. Một khi tâm mình đã quyết dứt thì ngay đó mình dừng. Phải qua ví dụ như quý vị thấy cái miếng đất hoang mà chùa Tây Trúc mới mua đó, thấy không? Thì khi mà mình phát tâm lành ở miếng đất đó rồi đó, thì miếng đất đó từ từ nó sẽ trở thành, từ một miếng đất hoang trở thành một thánh địa. Phải vậy không? Đó, nếu mà mình phát tâm ngay chỗ đó, ngay cái chỗ đất hoang đó mình phát tâm, thì mình sẽ, người là phát tâm muốn làm chùa thì mỗi người dẹp cái cỏ đó, búng cái cây gai, dẹp cái cỏ khô, là hốt đi miếng rác, từ từ thì cái miếng đất mà khô cằn đó, rác rưới đó sẽ trở thành một thánh địa. Thì như vậy rõ ràng chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, dầu cho tạo tội hơn núi cả. Xưa nay lấy thân này làm tội thì bây giờ lấy thân này làm phước. Xưa nay cái miệng này mình làm tội thì bây giờ cái miệng này mình làm phước. Phải không? Cho nên làm phước ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Mà tạo tội ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Chứ không có đâu hết á. Cái miệng này á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói tốt cho ai, chưa bao giờ nói lành thiện. Bây giờ phát tâm rồi thì cái miệng này phải nói điều thiện, chứ không thể nói khác hơn được. À, cái ý nó là như vậy. Mà một khi mà mình từ ở bùn mà vượt bùn là hoa sen. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lấy cái biểu tượng của hoa sen làm cái pháp ví dụ vi diệu. Đặc biệt không? Từ bùn mà có sen. À, trong bùn có bùn mà cũng có sen. Quý vị nhớ câu đó không? Có bùn mà cũng có sen. Thì nếu mà không có bùn thì làm gì có sen? Thì không có, chưa từng gặp khổ đau thì làm gì nhận ra được hạnh phúc? Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái chùa Tây Trúc ở đây gian nan dữ lắm. Mà tiền không có, nhân sự không có, rồi gì nữa? Gì? Nhân lực không có, tài lực không có, mà gặp đủ thứ rắc rối bơ hết. Bởi vì mình mua cái nhà thờ, mà nhà thờ này là nhà thờ gì? Nhà thờ lịch sử, 80 mấy năm lịch sử rồi. Bây giờ họ không cho mình khuất trương cái nhà thờ đó, phải giữ nguyên cái trạng dạng đó. Nhưng mà nếu không có gian khó này thì mai mốt đây mà thành tựu cái ngôi chùa, mình không thấy có gì đặc biệt hết. Từ cái chỗ gian khó mà mình lần lượt mình vượt khó, chừng đó mình mới thấy sao? Quả thật là diệu pháp. Quý vị thấy bỏ cuộc dễ lắm. Thôi mệt mỏi quá, tôi làm mà chẳng thấy ai khen mà chê không, bỏ cuộc liền. Thôi bây giờ mệt mỏi quá, tôi làm tôi thấy phiêu quá, không biết mai mốt đây tới đâu, thôi bỏ cuộc liền. Cho nên chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng là vậy đó. Chỉ cần một cơn vượt qua thì chính ngay đó là diệu pháp của mình. Cái ý nó là vậy đó. Cho nên từ ở nơi bùn nhơ mà chúng ta vượt được, từ những cái khổ lụy mà chúng ta vươn lên, từ những cái thất bại mà chúng ta thành công, từ những cái hoang
mà chúng ta thành ra cái màu mỡ. Quý vị thấy Tây Thiên không? Tu viện Tây Thiên, ai mà tới đó vào những năm mới mua thì sẽ thấy từ một cái chuồng bò mà chúng ta sửa thành một cái thiền đường, một cái nơi để mà tu, rồi ở đó được 5 năm. Khi mà đại chúng đông đảo lên rồi thì bắt đầu mới xây các tiệm, mà xây tới đâu thì cực tới đó, xây tới đâu thì cực tới đó. Nhưng mà nếu không làm thì chúng ta không có gì hết. Cho nên đừng có sợ nhọc, không? Chỉ cần nhọc đôi ba dòng thôi mà chúng ta có được cái vi diệu pháp. Đó là cái ý của cái bài kệ tán thán kinh Pháp Hoa. Rồi câu hỏi kế: kính xin thầy Quang Hỷ giải thích cho chúng con câu hỏi này. Trong pháp môn Tịnh Độ, Hòa Thượng Trí Tịnh nói là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải niệm Phật. Nếu mà niệm Phật như vậy thì làm sao mình ngủ? Đúng rồi, Hòa Thượng nói là đi đứng nằm đều niệm Phật, chứ Hòa Thượng đâu có nói ngủ niệm Phật đâu, phải không? Nằm thôi mà. Thưa đại chúng, Hòa Thượng có nói cái chỗ này nè: tôi chưa phải là người niệm Phật tới chỗ nhất tâm, nhưng mà tôi có thể niệm Phật tương tục. Là sao? Ví dụ đang nói chuyện nè, đang nói nè, ngưng niệm Phật. Mình đang nói chuyện mà sao niệm Phật? Nhưng mà dứt câu chuyện rồi thì bắt đầu niệm Phật trở lại. Quý vị hiểu ý không? Vậy thì mình ngủ cũng vậy, leo lên giường đâu có ai mà vừa nằm xuống khò liền đâu, ít nhất phải 5 phút sau. Thì trong khoảng 5 phút mà chưa ngủ thì mình niệm Phật, đến khi nào mình ngủ rồi thì thôi. Nhưng mà không chừng trong khi mình nhờ 5 phút mình niệm như vậy đó, mà không chừng trong dứt kim bao, lỡ mình có thấy tầm bậy á, mình vẫn niệm, mình vẫn niệm Phật. Tại vì trước khi ngủ tâm mình niệm Phật, miệng mình niệm Phật. Đó, thì quý vị nhớ là nhất tâm bất loạn thì khó. Nhất tâm bất loạn là niệm tới cái chỗ là một tâm, dù nói chuyện vẫn là niệm Phật. Khó quá, làm chưa được. Nhưng mà ít nhất khi mình dừng câu chuyện niệm Phật, ví dụ đang ngồi niệm Phật, đang đứng nấu ăn niệm Phật, có một cái điện thoại reo bắt phone, thì khi mình bắt phone lên, alo, ngay cái giây phút alo là mình ngưng niệm Phật đó, đó, để mình chú tâm vô câu chuyện mình nói. Dạ rồi, cảm ơn chị nha, lát gặp lại, cúp cái phone. Thì ngay cái chỗ mình cúp phone tiếp tục niệm Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên niệm Phật liên tục là như vậy. Còn khi nào mình cần làm cái gì thì mình dừng lại để mình chú tâm vô cái đó. Mà chú tâm vô như vậy, mà nhờ cái năng lực trong khi niệm Phật nãy giờ đó, nó trở thành ra một cái năng lượng lành thiện, giúp cho chúng ta tiếp tục làm công việc đó bằng tất cả tâm của mình. Ví dụ như mình giúp, mình làm một cái việc gì đó mà mình tỉnh, mình tỉnh trong khi mình làm, thì tự nhiên mình làm một cách gọn gàng, thành tựu tốt hơn. Cho nên mình đang giúp đỡ cho ai, đang nói việc gì đó mà nhờ nãy giờ niệm Phật, cho nên tâm mình nó tỉnh theo niệm Phật nãy giờ rồi, cho nên ít có sân, ít có nổi nóng, ít có bực bội trong khi câu chuyện tiếp nó tới với mình, bởi vì nãy giờ câu niệm Phật nuôi dưỡng mình. Đó, đó là cái cách tu niệm Phật của Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài xác định, Ngài nói rõ với chúng ta là dứt câu chuyện thì trở về niệm Phật. Được như vậy cũng đã quý rồi đó. Chứ còn cái chuyện mình nhất tâm bất loạn thì chưa, không? Bởi vì mình hết nghĩ này tới nghĩ kia mà. Nãy giờ ngồi đây chứ tâm đâu có nhất đâu. Nếu mà có nhất thì nhất gì? À, nhắm mắt lại. Để mình trở về với cái nhất đó của mình. Câu hỏi kế: con xin hỏi thầy, mình không ăn thịt, không ăn cá, vậy mình có đầy đủ sức khỏe không? Giờ nhìn quý thầy là biết liền. Nhìn quý thầy, quý sư cô thì biết liền. Vị nào phần lớn có ăn chay từ nhỏ tới lớn đó, như ni sư trụ trì cho Pháp Hoa ăn từ nhỏ nè. Đó,
có phước sức đâu, mà tiếng còn lớn hơn mình nữa, sức còn dẻo dai hơn quý vị nữa. Quý vị mà ni sư phải thức dậy từ hồi 3-4 giờ sáng hôm nay đó, rồi đi xuống đây là bận rộn suốt cả tới bây giờ đó. Còn mình là tối được về nhà ngủ sớm ha, rồi sáng ăn sáng lên đây chỉ ngồi vòng vòng chơi thôi đó, mà giờ còn nhắm mắt thiền định, mí mắt chân trời mỏi rồi. Không có mất sức đâu nếu mình ăn đúng. Thật sự ăn chay không mất sức nếu mình ăn đúng phương pháp. Ăn đúng đây là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn, đại chúng cứ nhớ cái giới thứ năm Phật dạy rõ lắm, mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với thân, mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với tâm. Bởi vì thân tâm cần được nuôi dưỡng bởi hai loại thức ăn. Cho nên người Việt của mình ăn cơm á, âm dương hài hòa. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào mình ăn một món đồ chiên, ví dụ mình lấy nấm, lấy bông cải trắng mình lăn bột chiên đi, thường thường mình lót ở đâu? Lót ở trên gì? Salad. Salad son, cà chua mình lót lên. Bởi vì sao? Vì mình quan niệm rằng cái món đó là món chiên, ăn có rau vô thì nó mát. Mình nấu canh cải bẹ xanh, nhớ để gừng, tại vì canh cải bẹ xanh nó mát, nó hàn, phải có gừng vô để nó giữ điều lại cái âm tính của cái nồi canh đó. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Cho nên không có mất sức nếu mà mình ăn đúng cách. Và mình nhìn vô các vị xuất gia, các vị nào phần lớn cũng ăn chay từ nhỏ tới lớn. À, các vị đi xuất gia mà từ nhỏ là ăn chay từ nhỏ, chứ có ngày nào ăn thịt cá đâu. À, rồi bây giờ mới hỏi nè, có những người người ta ăn thịt suốt cuộc đời của họ, họ có bệnh không? Không bệnh như thường, mà thậm chí nhiều khi sức khỏe họ còn yếu hơn người ăn chay nữa. Rồi bây giờ bằng chứng mà rõ ràng nhất là quý vị nhìn con bé Trung Huyền, con của Quảng Tánh đó, gọi là nó ăn chay từ trong bụng mẹ đó, mà nó sanh ra nó còn khỏe mạnh, nó tròn trịa hơn chị em nó nữa. Thành thử ra mình thấy rõ ràng ăn chay không mất sức. Mà các đứa nhỏ con của chị bây giờ vẫn ăn chay trường. Mà bạn nó hỏi chứ tại sao mày ăn rau? Nó nói mày ăn con gà, mày cắt cổ con gà rồi con gà nó không mọc cái cổ lại. Còn cái cọng rau mày cắt ngang cái cọng rau mình ăn, cái cọng rau nó mọc lại. Trả lời vậy đó. Hay không? Mình người lớn nghĩ chưa ra nữa. Đó. Nó nghĩ mình ăn cọng rau, mình cắt cọng rau rồi cọng rau mọc lại khác mình ăn. Còn con gà mình cắt cái cổ nó rồi thì nó chết, nó không mọc lại cái cổ. Cho nên tổn hại cái tình thương mình không ăn. Đó. Cho nên ăn chay không mất sức. Như là Pháp Hòa đây là phải nhịn bớt. Kính thưa Thầy, mẹ con mất năm 2002. Mấy hôm trước con mơ thấy mẹ về bảo anh chị con đốt vàng mã cho mẹ. Vậy là mẹ con chưa siêu thoát hay sao? Thật ra thì cái người âm á, người ta không phải là người ta cần cái đó. Nhưng mà theo cái đời sống quen của họ rồi, không có không được. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi đâu á phải có tiền trong túi, mặc dù không có xài, nhưng mà ra khỏi cửa là phải có vài chục, mà nói theo tiếng Việt là gì, dằn túi. Không có tự nhiên mình thấy nó giống như mình sợ sợ lo gì vậy đó, phải vậy không? Thì cái người mất cũng vậy. Khi họ ở trong cái cõi âm mà họ chưa nhận chân được cái sự gọi là huyễn hoặc của ta bà của đời này á, thì họ nghĩ phải có mặc cái này, phải có xài cái kia, chứ thật sự chẳng xài gì hết. Có nhiều vị ta nói đó, ma mà mua đồ ăn khuya mình đi bán, gặp người đó ra mua thức ăn, mua xong đưa tiền cho mình đàng hoàng, tới sáng ra tỉnh dậy mở ra thấy toàn là lá cây không. Đó là gì? Đó là tại cái tâm thức, cái thần thức của họ nhận là như vậy. Cho nên nếu mình để an lòng thì mình cứ tụng kinh, mình siêu độ cho họ. Khi họ hiểu tận nguồn rồi thì họ không còn dính mắc cái việc đó nữa, họ đòi hỏi cái gì nữa.
Còn đó là mình nói ở cái mặt nếu người đó có về, chưa nói đến việc là tâm hồn, tâm của mình thường ngày nhớ nghĩ đến cha mẹ, lo sợ cha mẹ thiếu thốn, cho nên nó lâu ngày nó trở thành một cái chủng tử trong cái tàng thức của mình. Tối ngủ dậy cái mình phóng ra, mình nghĩ rằng người thân mình cần cái này cần cái nọ vậy đó. Thôi mình một câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Hôm nay con có duyên lành được gặp thầy, con cảm ơn thầy. Con xin hỏi thầy làm ơn trả lời cho con. Thầy ơi, con biết con thì phước mỏng nghiệp dày nên hiện tại cuộc sống con khổ. Chồng và hai con trai con nếu theo bạn bè không tốt. Con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho nó từ bỏ những tật xấu nhưng nó không nghe con. Bây giờ con phải làm sao? Xin thầy hướng dẫn. Nó không nghe mình là thầy biết làm sao. Thưa đại chúng, như hôm trước Pháp Hòa có nói trong kinh đó, Phật có dạy mình đó, con có ba loại. Quý vị nhớ không? Trong kinh nói Phật dạy rằng có ba loại con. Nếu như mình sanh con ra, mình nói đâu nó nghe đó, mình khuyên nó, mình dạy nó nghe lời mình, con đó gọi là con tùy sanh. Tùy sanh nghĩa là những đứa con nó sống nó theo cái ý muốn của mình. Có những đứa con mình dạy nó đủ thứ hết nhưng mà nó hoàn toàn nó không làm những gì mình nói hết, mà nó chống bán lời mình và nó sống rất là dở, dù một chút nghĩa là hay cũng không có. Đứa con đó gọi là con liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là dở, đứa con bại liệt, tức là cái tinh thần, ý chí, cuộc sống của nó không có lành mạnh, gọi là con liệt sanh. Nhưng mà có những đứa con mình không dạy nó nhiều và thậm chí nó làm còn hơn những gì mình nói, nó giỏi hơn những gì mình muốn, con đó gọi là con ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú, là vượt hơn tất cả cái bình thường. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại coi, con trong nhà mình nó thuộc dạng nào? Nó thuộc dạng tùy sanh, liệt sanh hay ưu sanh? Nếu mà là ưu sanh, đó là phước của mình, mà là duyên phước của đứa nhỏ đó. Nói khác hơn, nói khác là nó mượn mình nó đi ra để nó làm một cái gì đó lợi ích cho đời, cho người. Chứ còn bản thân mình không có dạy nó bao nhiêu hết á. Nhưng mà mình nó có những cái suy nghĩ, nó có những cái sống mà mình đặc biệt mình phải phục. Cái đứa con đó hiếm lắm, mà phải nói là mình phước lắm mình mới có được một đứa con đó. Mà đứa con đó chủng tử thiện lành dữ lắm đó, nó mới chọn mình làm mẹ nó. Giống như Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi Ngài còn là Bồ Tát Hộ Minh ở trời Đâu Xuất đó, thì Ngài phải chọn coi ai làm cha mẹ của mình. Cuối cùng Ngài mới chọn Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì hai người này là hai người, một vị vua nhân đức. Cho nên trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát sắp sửa hạ trần để mà độ sanh đó, thì các vị phải làm những công việc như là quán sát coi gia đình nào là cha mẹ của mình, quốc độ nào là quốc độ mà mình sẽ sanh về, và thời điểm nào là thời điểm để mình có mặt. Cũng giống như bây giờ mình sắp tổ chức lễ đi, mình phải lựa coi ai có khả năng nói tiếng Anh, đi giao tiếp để mình giao phó công việc này. Rồi người đó phải đi làm gì, rồi phải tìm một cái ho nào mà cho nó đúng với cái môi trường mình muốn, vân vân. Thì cũng như thế, một người muốn xuống đời này phải chọn lựa, thì mình phải có phước lắm mình mới nhận được một đứa con ưu sanh. Còn nếu mà trung bình, giữa mình với nó có cái tác nghiệp qua lại, có làm ăn á, nó nói giờ bà cho tôi ra, tôi ráng tôi đi cày tôi nuôi. Tùy sanh là gì? Đó là giữa cái phước giữa mình giữa nó, cái tác nghiệp giữa mình với nó trong quá khứ ngang chừng đó. Còn nếu như á, mà mình quỵt nợ của nó, mình mượn nợ của nó nhiều,
thì đời này nó là liệt sanh. Liệt sanh là nó đòi mình. Có những đứa con, quý vị thấy có những gia đình đó, 5 người con mà đòi hết 4 rồi, chả con đứa à. Chỉ có một đứa nó biết thương cha, thương mẹ, nó chăm sóc mình thôi. Còn những đứa kia nó không hề thương tiếc. Ví dụ đi làm về hay nó đi chơi về khuya, nó thấy mẹ ngồi khóc, nếu mà nó động lòng nó lại nó xin lỗi, nó ôm mẹ, con xin lỗi, con đi chơi về khuya làm mẹ chờ. Đó là cái đứa con nó còn chút suy nghĩ. Xong đi ngủ đi, ngồi đây làm gì? Trời ơi, mình nghe đó cái nước mắt nãy giờ trào mà bây giờ máu nó muốn trào nữa. Xong rồi giờ nuốt vô lại. Nuốt vô lại làm gì biết không? Ôm gói ôm đi ngủ. Thì quý vị phải nhớ là Phật dạy con có ba loại: liệt sanh, ưu sanh, tùy sanh. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Mình sanh đứa con nó ra, không một cha mẹ nào muốn con mình hư hết á. Nhưng mà tại sao nó theo cái môi trường đó? Phải không? Nó theo môi trường đó, nó đi theo con đường đó, mình đón được. Bây giờ mình biết rằng mình không đủ phước đức, mình đủ không đủ lực để mình chuyển hóa nó đâu. Mình chỉ làm một việc thôi, tu thôi. Sám hối tu thôi. Đây là nghiệp của mình nè. Thì bây giờ muốn nó trở về với mình một chút xíu nào, phải tu tập sám hối để cho cái nghiệp nó giảm. Mà nghiệp nó giảm thì nó nghe lời mình chút. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói này là quý vị, quý cô, quý chú biết liền à. Quý vị có cái iPhone đó, đụng đâu chụp đó nè, đụng đâu chụp đó, đụng đâu chụp đó. Tới hồi cần chụp một tấm hình, rất muốn chụp, bấm lên đầy memory, chụp không được. Bây giờ muốn được một hai tấm hình đó, phải vô lại cái file, delete bớt một hai tấm hình không cần thiết. Chỉ cần chừng 5-10 tấm hình bớt thôi là sẽ chụp được 5-10 tấm hình kế tiếp. Thì cũng như thế thôi, nghiệp bớt một phần thì nó thu được một phần. Còn nếu mà bữa nào mà rảnh mà ngồi delete hết những cái hình mà mình không cần, thì mình sẽ có một cái space rất là lớn, một cái khoảng rất lớn để mình chứa thêm những cái hình nữa. Bảo quả ví dụ vậy dễ tu không? Nó cũng vậy thôi. Bây giờ mỗi ngày mình sám hối một chút, sám hối một chút. Mà sám hối rồi cái tâm mình nó thuần, cái nghiệp mình nó giảm rồi, tự nhiên giờ mình nói: coi con ăn, má nấu cho con ăn. Thì nó sẽ xây qua, nó nói: dạ con đói bụng, má nấu cho con đi. Khi nào tao ăn tao nói, hỏi hoài à. Trước kia nó sẽ đợi đó, trước kia nó dện mình câu đó đó. Trước kia nó dện mình câu đó đó. Mà bây giờ nhờ mình sám hối riết, giờ nó không nói câu nữa, nó nói: dạ lát con ăn, con nhờ má. Nghe câu mát ruột không? Nghe câu đó mát ruột rồi. Chứ hồi trước kia kêu nó ăn là nó xây qua, nó nói hỏi hoài à, khi nào ta ăn ta nói. Phải không? Mà quý vị thấy nhiều khi trên đời mình gặp những cái trường hợp vậy đó. Mình hỏi người ta rất là đàng hoàng, mà người ta xây qua ta trả lời một câu như là nước tạc. Đó là cái nghiệp của mình. Mà tại sao mình la lo hết cho nó mà nó không động lòng? Bởi vì sao? Bởi vì nó không thấy mình lo gì cả. Chẳng qua là bà nợ tôi thì bây giờ bà trả tôi lấy, chứ ơn nghĩa gì tôi cảm ơn. Nó vậy thôi. Tại sao có những đứa con nó hiếu thảo, nó lo cho mẹ từng chút, mà có những đứa con nó không? Thành thử ra mình phải biết rằng cái đó là cái phước mỏng nghiệp dày của mình. Mà cuộc đời này là quý vị thấy á, Đức Phật nói á, khổ bất khả ngôn. Khổ bất khả ngôn nghĩa là gì? Khổ không nói hết. Khổ không nói hết. Ăn no quá cũng khổ, đói bụng cũng khổ, đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, lùn cũng khổ, cao cũng khổ, cỡ nào cũng khổ hết á. Cho nên khổ không nói hết. Mà thật sự á, đâu phải hồi mình mới qua đó, hồi mình mới đặt chân tới Canada nè, khổ quá, không biết tiếng Anh, đi làm ít lương mà bên Việt Nam gửi thơ thăm liên tiếp. Mà hồi xưa mà thấy gì, cái thời mình mới qua mà gặp cái bao thơ mà cái viền đỏ đỏ xanh xanh là rầu lắm. Nó chỉ một hai câu nó hỏi thăm thôi, bắt đầu ở dưới này nó list một cái sớ táo quân. Mà bây giờ thì bớt rồi, đỡ rồi, phải không? Nhưng mà mình hết qua cái khổ mà của cơm áo gạo tiền rồi, bây giờ khổ tới gì? Khổ tới con mình bắt đầu nó lớn. Hồi nhỏ đó mình chỉ lo cho nó cơm ăn áo mặc thôi, mình không phải bận tâm chuyện bạn bè giao tiếp của nó.
Cho nên mỗi một cái thời điểm chúng ta có một cái khổ chúng ta phải đối đầu. Rồi mình còn khỏe đi làm cực nhưng mà không bệnh, nằm đâu ngủ đó, ăn chi cũng ngon. Vậy mà bây giờ đến lúc yên ổn thì bắt đầu đổ bệnh. Đổ bệnh thì bây giờ hết khổ vì người thân thì phải khổ bản thân. Nay nó đau, mai nó nhức. Đó, nhìn cà pháo người ta ăn nghe giòn rụm. Mình nhìn cà pháo chỉ biết thèm, mà ăn vô thì sợ nhức, mà nhai thì không được. Thành thử ra có những lúc mình hết khổ với người thân thì bắt đầu khổ với bản thân mình. Cho nên nếu mà nói là tôi phiền phức lắm, cuộc đời này rất là khổ, cái đó mình nói để nhắc nhở thôi, chứ vốn dĩ nó đã vậy rồi. Vốn dĩ đã vậy rồi. Cho nên mình không khổ cái này cũng khổ khác, bởi vì mỗi thời điểm mình không khổ với người xung quanh, khổ với bản thân. Rồi bây giờ có nhiều khi bệnh mình khổ bản thân rồi, còn thêm gì nữa biết không? Ông chồng mình giờ ông cũng bệnh theo, tôi cũng đau mà ông còn yếu. Thôi giờ người đau chăm sóc người yếu, bị hai ông bà tuổi ngỡ ngỡ nhau phải không? Mà bây giờ bà bệnh thì không lẽ mình khỏe sao? Rồi ngược lại ông khỏe bệnh không lẽ mình khỏe? Cho nên khổ không nói hết. Để ý có phải không? Đó, lúc mà vợ chồng trẻ cũng khổ tương đồng, bởi nổi ghen không cũng mệt nữa. Rồi bây giờ già rồi hết ghen rồi, giờ bắt đầu đổ sanh ra cái gì nữa? Sanh ra cái chuyện chăm sóc con, mà chưa nói ha, bắt đầu già sanh tật nữa. Hồi trẻ ăn gì cũng được, mà giờ nấu cứng chút la, nấu mềm chút không chịu, nấu mặn chút không chịu, tức là rất là khó chịu. Ôi cha, khổ không nói hết. Khổ bất khả ngôn. Vậy thì trong kinh, trong một cái bài sám đó, không? Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu luân hồi sanh tử trong vòng lục đạo này, khổ không nói hết. Kim ngộ tri thức, hôm nay con được nhận ra được các bậc thiện tri thức, kiến văn Phật thừa, thấy và nghe được những pháp màu pháp môn của chư Phật. Cho nên đó, tại sao Đức Phật, bài pháp đầu tiên Đức Phật phải nói khổ? Không phải là Đức Phật muốn cho mình chán chê cuộc đời này, mà Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng đừng quên một bản chất rất thật của cuộc đời này, đó là khổ. Mình không khổ với người xung quanh cũng sẽ khổ với chính bản thân mình, do già, do bệnh, do chia ly. Hôm rồi Pháp Hòa nói một bài ở bên Mỹ đó, Đức Phật nói một cái bài kinh đó: người đời có bốn thứ rất thích, trẻ, đẹp, là gì nữa, khỏe, trẻ, đẹp, khỏe mạnh và hội họp. Và người đời có bốn thứ không thích: trẻ có ngày già, lúc nó quên già nhớ trẻ nó vui, nhưng mà cái lúc mày đấy bây giờ nhìn lại, trời ơi, bây giờ tôi già tôi hết trẻ cái khổ, trời ơi, bây giờ tôi xấu tôi hết đẹp khổ, trời ơi, bây giờ tôi bắt đầu bệnh hết khỏe khổ, trời ơi, bây giờ người thân tôi bắt đầu ly tán từ từ khổ. Đó là bốn thứ người đời thích, bốn thứ người đời không thích. Còn bậc thánh giả, bậc trí giả thì khác. Bậc trí giả có gì? Có giới, có định, có tuệ, có quán chiếu. Giới, định, tuệ, quán chiếu. Và người có quán chiếu về cái sát na vô thường thì người đó sẽ giảm đi cái khổ. Bây giờ mình thấy nè, hồi con mình nó nhỏ đó, mình mong cho con lớn. Khi nó lớn lên thì nó lại đi theo con đường mà nó chọn, mình khổ. Đừng có nói chi nghe, có nhiều đứa nó nên lắm, nó ngoan lắm, nó học giỏi lắm. Bây giờ chỉ khổ có một cái à, nó lựa con vợ không đúng ý mình. Đó, chứ cũng khổ nữa. Nó nghĩa là lúc, nghĩa là mình lúc nào cũng muốn là chiếm cái gì cũng phải ngon hơn á, ngon hơn á. Mà nếu mà gặp mà mình so lại với những người mà ta không được gì hết thì giờ ta rên với ai? Cho nên nhiều khi á, mình phải quán thấy đứa con mình cái gì nó cũng được hết, mà bây giờ cái duyên của nó gặp một cái người mà nó thương, mà người đó lại khổ cái mình không chấm, mà nó chấm
Pháp Hòa có một cái cô đó đó, cổ ép đứa con trai cổ cưới vợ mà theo cái ý cổ, mà nó đâu có thương đâu. Quý vị biết cuối tuần đó, cổ biểu nó, con chở vợ con đi chợ đi. Cô quý vị biết nó nói là sao? Con bận, má chở người má thương đi chợ đi. Nghĩa là nó xác định người vợ này nó không thương, tại vì má ép con phải cưới thì con cưới thôi. Và lúc nào nó cũng nói má hồi xưa má thương nó, má cưới nó, má cứ chở con cái người thương của má đi chợ đi, tại vì má thương chứ con không có thương. Rồi quý vị thấy không, mình ép nó thì mình vui, nhưng mà khi mà nó làm nghịch ý mình thì mình khổ. Đó là Pháp Hòa nói thêm về ba dạng con mà trong kinh Phật nói, để chúng ta hiểu rõ được thì tự thân chúng ta nhận trước hết, về quán chiếu lại coi mình có con thuộc dạng nào. Nếu mà nó ưu sanh thì thôi phước của mình, nhưng mà đừng tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, tại vì lâu ngày nó thành tự tử. Vì mình phải biết rằng đó là phước của mình, thì mình cần phải tu tập thêm nữa để cho mình với cái những người con ưu đó, đó được có duyên, được gặp nhau nữa. Ví dụ hết đứa này rồi thì có thể mình duyên với đứa khác do cái nguyện lực của cha mẹ với nhau, với người đó với nhau. Nhưng nếu mà mình tự cao tự đại thì hết cái phước, thì mai mốt hết phước thì mình có thể gặp những cái hoàn cảnh khó hơn. Còn nếu như mình gặp một đứa con nào tùy sanh thì mình biết rằng mình với nó có sự đổi chác, nghĩa là mình nuôi nó, bây giờ nó nuôi lại mình. Còn ngược lại, những đứa con mà mình ít tốn thời gian sức lực với nó, nhưng nó một lòng nó nghe lời mình, hoặc thậm chí đôi lúc mình thấy mình xử cho nó chưa được dễ thương mà nó vẫn một lòng một dạ với mình, thì mình biết đó là đứa con ưu sanh. Còn đứa nào mà mình nói quá trời quá đất mà không được gì hết, mình lấy, mình thấy nó tưởng nó là hoa, mình tưới nó riết, phải không? Mình tưới nó riết ai nhờ hoa không bọc mà cỏ lên không à, phải không? Thì mình biết rằng đó là đứa con liệt sanh. Mà nếu trường hợp gặp đứa con liệt sanh thì phải lo tu tập sám hối. Khi mà phước mình nó lên, bắt đầu nó tăng trưởng, nghiệp mình nó giảm, thì tự nhiên nó có một chút gì đó nó sẽ lợi lạc. Như mình đào giếng, mình đào nước, mạch nước thì chưa thấy nhưng mà hình như nó ngấm ngấm, nước nó hơi ẩm ẩm, thấp thấp, vừa vừa, mình biết là ở đây đúng là cái mạch nước, đào nữa thì sẽ được tăng trưởng. Bây giờ mới thấy chút đó thôi. Thì đó là cái điều cuối mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, mà để chúng ta biết rằng chư Phật đến cõi đời này là do nguyện, còn chúng ta có mặt ở đây do gì? Do nghiệp. Nhớ như vậy, các vị Bồ Tát Phật có mặt ở đời này là do nguyện, còn chúng ta là do nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đơn giản nè. Sáng hôm nay mình đến đây tại vì tâm mình muốn tới để ủng hộ cho đạo tràng, để cùng dự một cái ngày vui của Đức Phật. Đây là nguyện tới mà, cho nên mình không có mệt, không có gì hết á. Nhưng mà những đứa nhỏ mình bắt nó dậy sớm rồi mình lôi nó vô đây ngồi, nó ngồi nó rủ tới rủ lui, nó là gì? Nó là nghiệp. Nó cảm thấy nó không thích tới đây, nhưng mình bị mình lôi nó. Thì cũng như vậy, cái gì mình muốn làm thì tự nhiên cái đó trở thành nguyện của mình. Còn mình không thích làm thì mình cảm thấy như có một cái gì khó khăn lắm đối với mình. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Con thường nằm mơ thấy ác mộng hầu như khoảng 5-6 đêm một tuần. Mặc dù có những chuyện không hề nghĩ đến, những cơn ác mộng và những giấc mơ không đầu không đuôi làm con tỉnh giấc sợ hãi và mệt mỏi. Vậy có phải con bị nghiệp gì nặng lắm phải không thầy? Có chị bạn nói rằng thần kinh con bị yếu, khuyên con nên đi bác sĩ. Con cảm ơn thầy thật nhiều. Nếu mà hôm nào mà Pháp Hòa có gặp những cái người mà tạo ra cái ác mộng này, Pháp Hòa sẽ nói chuyện hỏi giùm cho. Thưa đại chúng, căn cứ trong kinh luận á, mình nằm mơ á, chim bao á, nó có 5 nguyên do. Một á, là do thân thể mình mỏi mệt. Hai á, là do hàng ngày mình suy nghĩ đến. Ba á, là cái túc nghiệp của đời trước. Bốn là quỷ thần quấy phá. Năm là thiện thần nhắc nhở. Có nhiều khi á,
mình gặp một cái hoàn cảnh nào trong quá khứ, trong cái đời trước nào của mình, mà nó tác động vào cái tàng thức của mình. Cái tàng thức là cái chỗ chứa đó, cho đến đời nay. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp trong giấc chiêm bao mà bình thường không hề nghĩ đến, như cái vị này. Thì cái trường hợp đó, cái trường hợp đó là do có thể ở quá khứ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ như hồi nhỏ đó, mình gặp một cái tai nạn xe cộ rất là kinh hoàng. Kể từ đó về sau, mình thỉnh thoảng mình ngủ, mình cứ bị những cái giấc ngủ đó, giấc mình thấy lại cái giấc chiêm bao đó. Đó, mình nói ví dụ vậy đi. Thì trong quá khứ, nhiều khi có những cái gì nó tác động mạnh trong tâm thức mình, và nó làm cho mình phải chứa nhơ, chứa cái đó rất là sâu dày. Cho nên qua tới đời này, thỉnh thoảng cái đó nó hiện. Ở trong chúng ta có một cái gọi là tàng thức, tức là cái chỗ chứa, giống như bây giờ là cái memory vậy đó. Khi mình ngủ á, là con mắt, mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm cái thức của năm cái căn này nó ngủ. Ví dụ mình nhắm mắt mình ngủ sai rồi thì con mắt đâu có làm việc nữa, thì nó đâu có nhận biết gì nữa đâu. Cái lỗ tai mình không nghe gì nữa, thân mình không xúc chạm gì nữa, thì năm thức này nó ngủ. Có một cái nó làm việc thôi, đó là ý thức. Ý thức nó làm việc, nó đi vô, nó moi những cái gì trong cái tàng thức mình ra. Cũng giống như á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ để chúng ngồi thiền. Quý vị nhắm mắt lại xong cái thì mắt không thấy gì nữa, tai không làm gì nữa, nói chung là ngồi yên vậy rồi là không cử động không gì nữa. Nhưng bắt đầu cái ý thức nó nhớ những chuyện gì đang ngồi. Ủa, hồi nãy mình đi mình tắt lửa lò chưa ha, rồi cái chìa khóa xe mình để đâu, nãy giờ mình không nghĩ tới. Nhưng mà khi mình nhắm mắt mình định thì cái đó nó đi tìm, cái ý thức nó vô cái tàng thức nó moi ra. Thì cái ví dụ như vậy cũng giống như khi mình ngủ, năm cái thức kia nó ngủ, chỉ có ý thức nó làm việc, nó đi vô cái tàng thức nó móc ra. Nó móc ra rồi mình có chim bao. Thể mà mình thương người nào đem ra ban đêm nói, rồi mình ghét người nào đem ra mắng đánh. Cho nên rồi cái trường hợp, hai cái trường hợp kia là không phải. Một là do thân mỏi mệt, hai là do hằng ngày mình suy nghĩ, ba là do cái quá khứ, bốn là có nhiều khi quỷ thần quấy phá, tức là mình thiếu cái đạo lực. Trường hợp như vậy đó thì chúng ta cần phải làm lành, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, định cái tâm cho nhiều, cho cái lực của mình nó trưởng dưỡng trở lại, thì nó không đủ, cái kia nó không đủ, nó áp mình. Nhiều khi có những cảnh như vậy để chúng ta thúc liễm mình lo tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe mà không có cảnh sát, ở xa xa mấy cái đèn chớp chớp mà không biết đèn gì, nhiều khi là ambulance là gì đó mà thấy cái gì chớp chớp là bắt đầu thắng lại. Thấy không? Thành thử trong cuộc đời mình thỉnh thoảng có những cái trường hợp vậy để cho mình thúc liễm mình trở lại bớt. Cho nên trường hợp mà vị Phật tử gặp như vậy thì nên tụng kinh nhiều một chút để định cái tâm. Cái này không phải là mình bị thần kinh, không phải là thần kinh yếu, mà tâm mình nó không có định. Vì tâm không định cho nên thường thấy những giấc chiêm bao. Và người nào thường chiêm bao thấy mộng mị, nên ngồi thiền, nên niệm Phật, nên tụng kinh. Ba cách đó quý vị chọn cách nào cũng được. Hay là quý vị chọn là mình trì một bài thần chú mỗi tối. Ví dụ trì chú Đại Bi, quý vị hiểu ý mà nói ha. Cũng giống như khi tâm mình chưa định, tâm mình không định thì sao? Cái suy nghĩ mình nó không sâu, cạn cợt lắm. Và mình hay rất là dễ phản ứng khi cái gì nó đến với mình. Ví dụ như người ta tới, người ta nói một câu, phản ứng liền. Có nhiều khi mình hớ, vì mình thiếu cái sự trầm tĩnh. Cho nên phải tập cho mình có cái trầm tĩnh. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ để quý vị tập. Khi quý vị lái xe, mùa đông mùa hè quý vị lái giống nhau. Ở bên Canada đó, mùa tuyết đó, thì phải lái thật chậm và thắng thật xa. Không có được thắng gấp là xe nó quay liền. Thì Pháp Hòa tin rằng á, ở những cái xứ tuyết cũng giống nhau. Có điều là quý vị tuyết ít hơn thôi, có thể.
Nhưng mà cái nghệ thuật, cái thuật mà người ta chỉ cho mình khi mình lái xe vào mùa đông á, là mình phải, thí dụ cái đèn này kia là mình phải lái chậm, từ từ từ, không thể thắng gấp. Thắng gấp là xe nó quay. Thì mình phải tập cho mình định tĩnh, trầm tĩnh khi lái xe. Mùa hè mùa đông lái giống nhau. Pháo Hòa là mùa hè Pháo Hòa cũng thắng từ xa vậy. Tập cho mình thành một cái thói quen. Bên cạnh đó cái gì cũng từ từ, ví dụ như bước xuống cầu thang cũng đi từng bước. Cái gì, thí dụ trước khi mình dỡ cái nắp, mình phải biết rằng cái nắp nó là sao. Nó nóng, kiếm cái đồ cặp. Khi uống nước, cầm ly nước lên, mình biết nó nóng thì phải thổi. Đôi khi mình có thói quen cầm lên biết nóng mà vẫn đưa vô uống, uống sao nóng quá, bỏng, bỏng. Tại vì mình biết vẫn là nóng nhưng mình vẫn uống. Cái đó Phật gọi là gì? Biết mà cố phạm. Cho nên cái tánh mà hấp tấp của mình nó quen rồi. Nó thành một cái thói quen rồi. Cho nên mình phải tập ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Cái gì cũng từ từ. Từ 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 đây không có nghĩa là lúc nào cũng cái kiểu như là mình giả bộ, không phải vậy. Ở đây có nghĩa là chúng ta phải tập trầm tĩnh trước mọi tình huống để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề cho nó dễ. Cho con hỏi, nếu phụ nữ tới tháng có đi chùa được không? Có lại Phật được không? Có tội hay không? Thưa đại chúng, cái điều này nó rất là thật. Quý vị đừng ngại gì hết, cứ bình thường. Không hề có tội. Không hề có tội và không hề có một sự kiêng cữ gì cả. Tại sao? Vì đó là cái chuyện thường tình của thân thể người nữ. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài hiểu còn hơn mình nữa kìa. Nếu mà nói dơ, không phải vậy gọi là dơ đâu. Xin lỗi, người bình thường không tắm cũng dơ như thường. Nếu nói dơ, cái miệng mình cũng dơ, lỗ tai mình cũng dơ. Đại chúng quán chiếu lại, trong con người chúng ta 36 cơ thể, bộ phận của chúng ta có 36 phần, mà trong cơ thể này đã 9 chỗ bài tiết tạp dơ, 9 cái lỗ, gọi là cửu khiếu. Cửu khiếu tức là 9 cái chỗ phát ra chỗ dơ. Hai con mắt mình nè, hai lỗ tai mình nè, hai lỗ mũi mình nè, lỗ miệng mình nè, rồi đường tiểu, đường tiêu, chỗ nào cũng tiết ra tạp dơ cả. Rồi bây giờ mình lo mình tắm, mình rửa, mình xà bông, mình xầu thơm đủ thứ, mà ở trong này nó cũng chứa bụng dơ. Thành thử ra nếu nói dơ là dơ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chứ không phải cái chuyện đó mới dơ. Đừng ngại chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ không lẽ vậy rồi không chùa mấy sư cô không tụng kinh. Đừng ngại chuyện đó. Không tội lỗi gì với cả. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài thấu đáo lý lẽ đó còn hơn mình. Chỉ có phàm phu mình đủ chuyện thôi. Giờ mình không được đi tụng kinh. Xin lỗi, bây giờ mình có đánh răng cho sạch rồi, cũng có thật sạch không? Cũng chỉ là tạm thôi. Miếng ăn mà mình để trên bàn thật là thơm, thật là ngon, nhai ba cái nuốt qua khỏi cổ họng là thành tạp dơ rồi. Đồ bổ cỡ nào, đồ dở cỡ nào, đồ ngon cỡ nào, vô trong cái đường ruột rồi hồi nó ra giống nhau. Nếu nói gọi là phân tích cái dơ. Cho nên quý vị yên tâm chuyện đó, không hề tội lỗi và không cần né tránh, cứ bình thường. Cái quan trọng là chúng ta biết tắm rửa giữ gìn, để mình cảm nhận rằng mình tạm sạch khi mình đến với cái sự gọi là mầu nhiệm thiêng liêng vậy thôi. Quý vị giải thoát chỗ đó nha. Tu vậy là tu giải thoát. Tu như vậy gọi là tu giải thoát đó. Còn không là càng tu càng ràng buộc. Thưa Thầy, some say Buddhism is not a religion. Xin Thầy giải thích câu đó đúng hay sai. Nghĩa là thưa Thầy, có người nói rằng Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Điều này có đúng không? Dạ đúng vậy. Bởi vì tôn giáo là có thần linh.
Trong tôn giáo phải có thần linh. Mà đạo đức Phật không phải là thần linh. Thần linh là nhận của người ta rồi xong ban phước giáng họa. Theo thần linh phù hộ, cho lên trển ở. Không theo thần linh gửi xuống dưới. Vậy là thần linh hợp tác hết rồi. Thần linh đó đã có ký contract hết rồi. Có chia chác với ở trển với dưới rồi. Ở giữa này nhận rồi chia. Tôn giáo mới có thần linh. Đạo Phật không phải tôn giáo. Bởi vì hễ tôn giáo là có đức tin. Mà đức tin mà không có sáng suốt thì gọi là cuồng tín và mê tín. Mà đạo Phật là gì? Đạo Phật là một lý lẽ để chúng ta sống. Đạo Phật là con đường dẫn chúng ta sống thượng, sống thiện, sống giải thoát. Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn nói, vẫn hành xử. Nhưng hàng ngày chúng ta hành xử, nói năng, làm việc toàn bằng những cái tập khí phiền não của mình. Cho nên nói làm ta khổ, hành động làm cho người ta khổ, ăn uống không chánh niệm. Bây giờ lấy ánh sáng đạo Phật soi vào mỗi cái nếp sống của mình. Ăn có chánh niệm là ăn phải cẩn thận cái gì đưa vào cơ thể để không mang bệnh tật cho mình. Nói có chánh niệm, mình có quyền nói, nhưng nói có chánh niệm là nói những gì để cho người khác bớt khổ, bớt buồn. Chúng ta vẫn hành xử, nhưng hành xử như thế nào để cho nó dễ thương. Tại vì thủy chung đời người ai cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà có những cái chết mà người ta còn thương, còn có những cái chết người ta nói là sao? Mừng. Khi con sanh ra là một đứa nhỏ, con khóc, người xung quanh cười. Cười vì con đã sanh ra bằng một đứa nhỏ khỏe mạnh. Vậy con hãy sống như thế nào để khi con mất, con cười mà người ta khóc. Đạo Phật nếu chỉ là tôn giáo thì chúng ta chỉ tới lại thần linh, xin thần linh. Rồi chỉ có tin thần linh là một đấng tối cao và không hề biết thần linh giải gì hết. Chỉ cứ cúc cung vân giữ mà vân mà không biết cái gì. Tại sao vân giữ mà không biết giữ cái gì? Cho nên Đức Phật không hề là một đấng thần linh, mà Đức Phật chỉ là một người thầy. Đức Phật chỉ là một người thầy, mà người thầy này là người thầy tỉnh thức giác ngộ. Cho nên chữ Phật là tỉnh thức, chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ chứ không phải đạo mê tín. Còn cái chuyện mà mình đến trước Phật, mình lại, mình xin, mình cầu, mình nguyện đó, chẳng qua là một phần nào để an ủi những lúc chúng ta đau khổ. Nhưng mà cuối cùng cũng phải dạy cho chúng ta tu tập, chứ không phải nhờ đó không mà được. Ví dụ như người ta đang bệnh quá, nói chị lên tụng kinh cầu an cho. Người ta lên ta tụng kinh cầu an tiếng đồng hồ, cái người ta nghĩ là người ta được. Mình gia tâm, mình gửi gắm cái bình an của mình, ít nhất người ta cũng an được giờ đó. Rồi người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng yên lành mà mỗi người đang thương họ gửi gắm tới họ. Cầu siêu, chết rồi nhờ thầy tới cầu cho siêu. Thầy không cầu ai siêu được. Nhưng mà có thầy đến, tự nhiên gia đình cũng cảm thấy, theo phong tục Việt Nam thì ấm cúng. Theo cái cảm tình thì sao? Mình cảm thấy mình được cái sự quan tâm của thầy đến tụng thầy kinh. Và mình cũng nghĩ rằng người thân mình quẩn quẩn đâu đây nghe được lời nhắc nhở. Nhưng mà thật sự siêu hơn hết là người sống hưởng. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rõ mà, những gì chúng ta làm cho người mất, trong 7 phần công đức người sống hưởng 6 phần đó. Rõ ràng như vậy. Người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Hỏi phần gì? Dạ phần ăn. Cúng bài linh đình, nhưng mà cuối cùng người sống ăn không chứ có ông bà nào ăn đâu. Thực tế là vậy. Đó là nói cái chuyện ví dụ vậy đó. Nhưng mà thật sự tụng một thời kinh đó rồi, thí dụ tụng thời Địa Tạng đi, có phải người sống nghe được tội phước nhân quả, biết khép mình, biết chỉnh đốn mình, đời sống mình an hơn? Rõ ràng
Cái hình thức đó là một cái hình thức để hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta sống. Ví dụ như là anh theo tôn giáo nào, mình cũng theo lệ, mình trả lời dạ tôi theo Phật giáo. Nhưng mà chữ Phật giáo là gì? Phật là tỉnh, là giác. Giáo là dạy. Nghĩa là Phật giáo nghĩa là dạy cho mình sống tỉnh giác chứ không có mê lầm. Cái điều Phật nói mà nó không phù hợp với mình, quý vị không theo cũng không có chút tội lỗi nào hết. Bây giờ nói là đa phần là Phật tử ăn chay, quý thầy là ăn chay. Bây giờ kiểm lại Phật tử tại gia mình, mấy người được ăn chay trường, rồi mấy người ăn chay kỳ. Có những người mang danh đạo Phật đi chùa một ngày cũng không có, mặc dù là đạo Phật nha, nhưng mà đi chùa không có đi. Một năm giỏi lắm đi ngày mùng 1 lấy lệ, không có nghe giảng, không có, mình không có ép buộc cái gì hết. Phật giáo không có một cái gì, bởi vì nếu mà tôn giáo là có điều lệ, tôn giáo là phải có điều lệ, anh phải thợ này, anh cúng kia, anh không làm anh tội lỗi gì đó. Phật giáo không có, quý vị không nghe đó. Nhưng mà nếu quý vị tới chùa, quý vị quy y á, là không phải quy y để mà gọi là thờ Phật làm cái đấng tối tôn tối cao của mình, để thề thốt gì với Phật, trọn đời hiến dâng gì cho Phật, mà quy y để nghe Phật, nhận cái lời của Phật là giữ năm giới, đừng giết người hại vật, không trộm cắp gian tham, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha, cờ bạc hút sách. Bây giờ năm cái đó mình giữ lợi cho Phật hay lợi cho mình? Lợi cho mình, mà rõ ràng năm cái đó có liên hệ gì tới đạo giáo đâu. Anh đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì không cần biết, anh giữ được cái này là anh có lợi. Dù anh đạo gì đó nhưng mà rõ ràng không? Năm cái này nó có liên hệ gì đó một cái đấng thần linh tối cao nào đâu. Nó rõ ràng cho con người. Mà hãy giữ được cái này là gia đình hạnh phúc, xã hội an lành. Vì vậy cho nên cái lá cờ Phật giáo có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho năm giới. Mà xanh, vàng, đỏ, trắng, cam còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ năm giới này thì cả thế giới đại đồng. Cho nên ở dưới này có năm cái nhỏ nhỏ nó nói nhau. Năm cái nhỏ nhỏ đó là tượng trưng cho sự dung nạp. Còn nếu muốn phân tích chi tiết nữa, tóc là xanh, da là vàng, máu là đỏ, xương là trắng, tủy là cam. Đó là một con người. Mỗi con người giữ năm giới thì thế giới an lành, gia đình hạnh phúc. Giữ năm này Phật không có lợi gì hết á. Mà mình có làm năm điều này Phật cũng chẳng hại gì, nhưng mà gia đình mình đổ vỡ, xã hội mình không bình an. Quý vị rõ được chỗ này ha. Cho nên á, thật sự ra theo cái ngôn ngữ thường tình trả lời người ta là tôi đạo Phật, tôi Phật giáo. Nhưng mà nói cho cùng là Phật giáo là dẫn hướng chúng ta sống chánh niệm tỉnh thức. Anh vẫn ăn, nhưng mà ăn phải chánh niệm tỉnh thức, còn không thì anh mang bệnh. Mà lỡ anh ăn bậy bạ rồi anh bệnh rồi, bây giờ học tiếp nữa, cẩn thận tiết chế, đừng để nó bệnh nữa. Thưa thầy, xin thầy thương xót chỉ con chỉ pháp hành dễ thực tập trừ bỏ tâm sân và tật đố. Muốn bỏ tâm sân tật đố nhưng mà phải thêm câu cái gì dễ làm. Cũng giống như nói con muốn đãi tiệc 10 món mà món dễ á. Món dễ thì mì gói, nước tương, trứng chiên, còn cái gì thật sự, cái gì mà nó cũng là dễ nếu mình biết, không biết là nó khó. Thí dụ bây giờ quý vị biết nấu cà ri mà người ta nhờ nói một nồi cà ri là dễ dàng, ta biết nấu. Cho nên cái dễ không phải là nó khó, mà tại mình biết thì nó dễ. Cái khó không phải tại nó khó, mà tại mình không biết thì nó khó. Con người mình á, tham, sân, tật đố, đó là những cái chất độc mà mình đã huân
nhiều đời nhiều kiếp, rồi cộng thêm môi trường đời sống hiện tại. Cho nên Phật dạy mình là hãy quán chúng sanh xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc, để mình giảm được cái đó. Hằng ngày á, quý vị muốn giảm được cái tâm sân si ích kỷ á, mỗi ngày á, ai cho mình cái gì phải thấy cả một sự biết ơn. Ở trong phát Bồ Đề Tâm Văn á, Ngài Thật Hiền có nói cái chỗ phát tâm Bồ Đề mình á, phải dựa theo 10 chỗ. Có 10 thứ để phát tâm Bồ Đề. Trong đó vì chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Tại sao? Vì chúng sanh từng là bà con quyến thuộc của mình. Đấy, Pháp Hòa rất là hạnh phúc. Tại vì đi đâu Pháp Hòa cũng có bà con quyến thuộc hết. Đi đâu Pháp Hòa cũng có cô chú dì dượng, cha mẹ ông bà của mình hết. Cho nên mình thấy mọi người đồng đẳng như vậy. Pháp Hòa chưa hề bao giờ nghĩ ôi mấy vị này là Phật tử, mình là người xuất gia cao hơn bực. Không, luôn luôn nghĩ mình được đi gặp bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình. Nếu người ta không phải bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình, mời mình tới người ta cũng không tiếp nữa chứ đừng nói. Người ta ngồi đây người ta chờ mình cả giờ đồng hồ. Cho nên trân trọng lắm. Mỗi ngày mình phải mở tâm mình trân trọng mọi người, trân trọng những gì người khác làm cho mình. Rồi mình thấy cái hay của người, mình học. Cái dở của người ta cũng học. Mà học cái gì biết không? À, học cái vĩnh viễn phải chừa. Không làm cái đó. Cho nên á, nó dễ nhưng mà không phải dễ. Tại vì mình qua mình bị cái này nhiều. Cho nên biết mình sân si nhiều, mà bây giờ muốn tập tha thứ trừ bỏ tâm sân phải cố gắng. Cũng giống như mình biết mình ghiền cái gì nặng rồi thì phải cố gắng lắm mới bỏ được cái đó. Còn cái gì mình mới tập tành thì bỏ nó dễ. Sau thời tụng kinh đại chúng thường đi kinh hành, có một quy tắc nào cho bước chân đi kinh hành không? Thường quý thầy dạy niệm chữ Phật rơi vào chân phải, nhưng có nhiều đạo tràng lại niệm chữ Phật rơi vào chân trái. Vậy cách nào là đúng? Thường thường ở trong chùa mình, trong những cái pháp tu để tích cho cái tâm mình tịnh, nó có 4 cách. Một là ngồi, 2 là đi, 3 là đứng, 4 là nằm. Chúng ta gọi là hành trụ tọa ngọa. Nhưng mà đa phần á thì cái nằm cái đứng thì ít. Đa phần là ngồi với đi. Khi mà chúng ta ngồi á yên gọi là ngồi thiền. Chúng ta đi mà có chánh niệm gọi là đi thiền. Đi thiền gọi là thiền hành. Ngồi thiền gọi là thiền tọa. Còn chữ kinh là gì? Chữ kinh là mình trải qua. Đi từng bước, hành là đi, đi từng bước trải qua, dòng hai dòng kêu là kinh hành. Không có cái nào đúng mà cũng chẳng có cái nào sai, tùy theo cái bước chân của mình. Nhưng mà hễ mà có lập một cái đạo tràng thì thống nhất với nhau. Có đạo tràng mà quy định là đi như thế nào để chân trái, chân phải mình nó đều đặn với nhau, thì người ta quy định, hễ Nam Mô A, chữ A là chân trái phải bước, Di Đà Phật là chân phải phải bước. Cái đó là tại vì mình lấy câu niệm Phật để buộc cái bước chân, để giúp cho bước chân mình chánh niệm phải trái ngay cái chỗ. Bây giờ mình nói mục đích đi thiền hành để làm gì? Để cho mình chánh niệm, đem cái thân tâm mình trở về một mối, chớ không phải là cái chuyện là mình làm cái gì đặc biệt đâu. Thay vì mình ngồi đau quá, mỏi quá, đi. Bây giờ đi sao cho có chánh niệm? Thì bây giờ các vị mới tập cho mình niệm Phật. Tại vì mình ở bên cái truyền thống Đại Thừa Bắc Tông thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, chứ như ở bên Nam Tông người ta có Phật Di Đà đâu người ta niệm. Thì người ta niệm gì? Bước chân trái ta nói đây là bước chân trái. Bước chân phải ta nói đây là bước chân phải. Bước chân nào mình biết rõ đó, tên gọi của bước chân đó. Miễn là sao trong khi mình đi mà mình không bị quên lãng. Đi mà có chánh niệm gọi là đi kinh hành hay là đi thiền hành. Nhưng mà mình lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình cột quên vào đó. Nam mô a, mình có chuông có mỏ thì cốc cốc beng cái mình a beng beng cốc Di Đà Phật.
Tại vì mình có chuông, có mõ, mình niệm vậy. Ở nhà mình đó, không cần vậy đâu. Mình cứ đi thanh thản, đi thật thanh thản. A mô a, bước chân trái, Di Đà Phật. Nhưng mà đi thư thả, không cần đi như cái máy, phải không? Hãy mà đang lỡ mà cái chữ Phật nó ngay cái chân trái, cái lật đật đi trước nữa cho chữ Phật nó ngay chân phải. Quý vị thấy thỉnh thoảng cũng có người đang đi vậy, cái chân trái lỡ ngay chữ Phật cái lật đật bước lên. Thật sự ra tại vì ở trong một cái chúng đông thì phải có một cái quy định nào đó để cho mọi người theo cái bước chân đó nhịp nhàng, để nó không có lộn xạ. Chứ còn mình ở nhà một mình bình thường thôi, cứ đi thông thả niệm, ai kiểm mình, ai hối mình đâu. Trước không có người, sau không có người, mình thênh thang mà bước chi cho nó đúng này đúng kia. Sở dĩ người ta đúng vậy là để cho bước chân này đừng dẫm bước chân kia. Cái ý nó vậy, chứ nó chẳng có cái một cái quy định nào cả. Nhưng mà sở dĩ tạm thời quy định để chi? Để chúng ta ổn định thứ lớp trong một cái môi trường đông. Giống như chuông mõ tụng kinh trong chúng là để, bởi vì chúng đông, tụng không có ăn rập, cho nên tạo một cái mõ để tụng cho nó ăn rập. Chứ còn mình tụng một mình ở nhà, không chuông mõ, không có sao hết. Tụng một mình mà ai rượt đâu. Tụng từ từ cũng mình nghe, mà tụng chậm rãi cũng mình nghe, tụng nhanh nhẩu cũng mình nghe, khỏi chuông khỏi mõ. Có nhiều vị gõ liên tu bất tận mà miệng là tụng rất chậm. Nam mô a di đà bà già đa tha giả đa giả đa điệt giả tha di rị đô bà tì. Chuông mỏ điên đường hết trơn mà cứ trùm hết trơn vậy đó. Đó. Thành thử ra mình nhớ tất cả những đó chỉ là một phương tiện. Vậy thì cái tốt nhất nếu ở nhà đi kinh hành thì chúng ta tự do. Còn nếu mình đến đạo tràng nào người ta hướng dẫn sao mình đi theo đạo tràng đó. Chứ nói không, đạo tràng này đi sai nè. Đi chân trái là sai, phải đi chân phải mới đúng. Mình tới đâu thì mình làm như vậy. Ví dụ như ở đây mình lái xe, cái người lái xe, cái tay lái nằm bên đâu? Nằm bên trái. Mẹ qua bên Úc á, tay lái nằm bên phải. Rồi không lẽ mình qua bên Úc mình nói lái, người ta lái sai, phải không? Thành thử mình tùy thuận ở đâu mình làm vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là một phương tiện. Cái cốt cách, cái cốt yếu là đi để chúng ta có tỉnh giác, trở về với cái giây phút chánh niệm hiện tại thôi. Cũng giống như á, có người ta niệm Phật, ta ngồi thiền, ta đâu có biết niệm gì đâu, ta đếm số. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2. Cái đó gọi là sổ tức. Chữ sổ là đếm, chữ tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Rồi á, có những người Mỹ họ đâu có biết niệm Phật, thì Pháp Hòa chỉ cho họ đi thiền hành theo bước chân. Họ bước một bước, I have arrived, tôi tới rồi. Bước một bước nữa, tôi đã về rồi. I have arrived, I am home. Where did you arrive? To the present moment. Where is your home? Present moment. Cho nên người Mỹ họ tập đi thiền hành mỗi một bước, I have arrived, I am home. I have arrived, I am home. Khi mà đọc như vậy thì cái bước chân của họ chánh niệm từng bước chân như vậy. Rồi có nhiều người á, mấy đứa nhỏ tập đi thiền hành, nói mẹ con có đi khóa tu không? Dạ mẹ con ở nhà. Vậy con đi thiền hành cho mẹ nha. Bước một bước chân, con đang đi cho mẹ. Bước một bước nữa, con đang đi cho ba. Khi mà nó thấy rằng nó đang đi cho mẹ, nó đang đi cho ba, nó không còn nghĩ xa xa, nó chỉ biết ba với mẹ. thì như vậy là bước chân nó có chánh niệm rồi. Đa số con người mình đi không hề biết mình đi, thậm chí ăn mà không hề biết mình ăn mà. Tại vì mình ăn với cái iPhone, mình ăn với cái iPad, mình ăn với Facebook, mình ăn với FaceTime, mình ăn với TV, mình ăn với thời sự, mà mình không ăn với thức ăn, mình không ăn với gia đình. Bây giờ đời sống của chúng ta bây giờ là ăn với cái khác không à, thậm chí ngủ với cái khác luôn, ôm cái iPad ngủ suốt. Có nhiều bác viết để lên, thầy ơi con báo cho thầy hay, tối nào con cũng ôm thầy ngủ.
Thưa đại chúng, cái mục đích tu hành không phải để mình thành Phật. Thành Phật cũng đúng thôi, nhưng mà chuyện đó khoan đó. Chuyện tu hành là mình thành mình là ai trong giờ phút hiện tại. Mình biết được mình và đời sống trong gia đình của mình. Ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, ngồi biết mình ngồi, uống biết uống. Cho nên á, khi mình ăn cơm, mình biết mình đang ăn cơm. Mấy đứa nhỏ, mình cũng tập cho nó. Mọi người lớn phải tập trước. Tới giờ ăn là cất hết mọi thứ, tivi cũng phải tắt. Mọi thứ khác cất, ăn một bữa cơm gia đình. Đâu có bao nhiêu giờ đâu. Giỏi lắm là nửa tiếng đồng hồ. Sau đó rồi á, là mạnh ai nấy đi. Con nó về phòng nó học, chồng thì football, vợ phim Hàn Quốc. Có ai nhìn ai đó. Không có 30 phút thôi. Mà cũng không có nhiều vị ăn cơm còn. Tới giờ phim đó đó con mở cho má ăn cơm mà con. Mình tập cho nó rồi mai mốt nó nói má ăn cơm với con. Nhưng mà con bận nói chuyện với bạn gái. Bận với bạn trai. Cho nên là mình phải tập. Cái gì cũng do mình. Quý vị thấy hồi trước kia mình không có, mình đâu lụy gì đâu. Giờ có nào dính nấy, có gì dính nấy. Cho mình có rất nhiều nhưng mà không giải thoát được món nào hết. Có món nào dính món đó, có món nào dính món đó. Con muốn quy y mà sợ không giữ được năm điều, xin thầy cho con biết phải làm sao. Dạ khỏi giữ. Giống như dạ thưa thầy, con muốn thắp nhang mà con sợ khói, vậy khỏi thắp. Còn không thắp nhang điện. Cái này Pháp Hòa đùa thôi, nhưng mà Pháp Hòa hiểu cái ý. Thưa đại chúng, nói này ra là mình thương Phật. Thương lắm. Phật biết mình hết trơn. Phật biết mình trả giá với Phật dữ lắm. Và Phật biết rằng trong tương lai thời đại phải on sale. Sale 50% nó không mua đâu, sale 75% nó mua. Mà đi ngang shop mà thấy cái giá nào đỏ đỏ là nhào vô liền. Tại vì cái đó là on sale, big sale. Còn không là gì clearance. Phật dạy trong kinh U-ba-tắc nè, người nào giữ một cho tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Người nào giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ. Người nào giữ được bốn giới là đa phần cư sĩ. Người nào giữ được trọn năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Như vậy bây giờ năm giới giữ không nổi, giữ hai giới được không? Dư sức. Thật sự mà nói cho cùng năm giới này chúng ta tuy không thọ mà đã giữ rồi. Giờ mình giết ai? Bất quá gián kiếm. Ở đây mai em có thằng lằn á. Thì cái sát sinh là gì? Cái trước hết là đừng giết người hại vật. Đừng tán thành khuyến khích mọi sự giết chóc. Cũng như không khởi niệm. Không khởi niệm giết chóc. Giận ai quá cũng đừng bao giờ nói tôi mà đập cái thằng này mà chết mà không ở tù tôi tập liền. Cứ khởi như vậy hoài. Thành thử ra lâu ngày nó thành cái tập khí của nghiệp. Ý chứ chưa tới hành động, chưa tới. Nhưng mà hai cái nghiệp kia nó có mặt. Nghiệp thân và nghiệp ý. Chỉ còn cái là hành động là thành thân nghiệp luôn. Cho nên không khởi. Giận thì nói gì đó, nhưng mà đừng khởi có cái ý là giết gì hết. Hay là rủa xả người khác. Chết đâu chết khuất cho rồi. Thí dụ vậy. Sát sinh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè, lường gạt nè, rượu chè cờ bạc khúc sắc. Những cái gì mà mình trở nên ghiền, không tự chủ được, nó đều rơi vào cái thứ năm hết. Hay là thậm chí là ăn uống phải có chánh niệm. Những cái gì không hợp cho thân thể đừng ăn. Tại vì có những thứ nó sẽ làm mình bệnh. Phim ảnh sách báo nào làm cho tâm hồn mình đảo điên, không còn tự chủ, phải tiết chế.
đối với người xuất gia việc là phải tuyệt hẳn, còn đối với cư sĩ là tiết chế. Hay nó rõ ràng, nó rõ như vậy. Ví dụ như người xuất gia là tuyệt hẳn không uống rượu, nhưng mà người tại gia vì xã giao trong đời sống thỉnh thoảng một hai ly để gọi là xã giao, nhưng mà nhớ chỉ xã giao thôi nha, giao xong rồi xã, chứ đừng có thâm giao. Thâm giao là uống mỗi ngày, phải không? Thâm giao là uống mỗi ngày. Còn mới gặp nhau một ly thôi gọi là sơ giao. Một ly lúc đầu gặp nhau là sơ giao, rồi quan hệ với nhau gọi là kết giao, rồi lâu ngày gọi là thâm giao, phải không? Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái gì mà liên tục là sẽ sanh ghiền. Cái gì liên tục là ghiền. Mà khi ghiền là mất tự chủ. Mà mất tự chủ thì mình không còn là mình, thì mình bị nó lôi. Uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy không có tội, nhưng có lỗi. Tội là chúng ta thấy rằng á, chúng ta cố tình làm tổn hại gọi là tội. Nhưng lỗi là mình có cái lá phổi tốt mà không giữ, có lá gan tốt không giữ, mà mình cứ đem những cái chất độc vô hại phổi hại gan là lỗi. Nhưng mà lỗi mà nó cộng mỗi ngày thì thành tội. Cho nên lỗi mà không trừ thì tội ngay trước mắt. Thời của Phật á, Phật không có cấm uống rượu. Nhưng mà sau đó rồi có những người, người ta do rượu mà phá bốn giới trên, sai rồi là có thể giết người, do nóng nảy cãi gỗ với nhau. Sai rồi có thể xâm trộm cắp, sai rồi có thể làm việc tà hạnh, sai rồi có thể nói những lời khổ não tới người khác. Cho nên Phật nói á, rượu tuy không là gì, nhưng nó là có khả năng làm cho mình hủy bốn giới trước, cho nên Phật cấm. Mời thưa đại chúng, Đức Phật rất dân chủ, Phật không hề chế bất cứ một giới nào nếu không có người vi phạm. Hôm rồi chở Pháp Hòa từ ở phi trường về chùa, em Phật tử ngồi trên xe nói thầy con có thắc mắc, tại sao quý thầy 250 giới, quý sư cô tới 348 giới? Pháp Hòa mới nói thật sự nếu mà nói giới, nói nghe cho nhiều chứ phần lớn là oai nghi. Ví dụ người tu không được đứng chống nạnh thành giới, người tu không được đi đánh đằng xa hai giới, người tu không được vừa đi vừa nhảy ba giới. Nhưng mà nếu nói khơi khơi người ta không giữ, phải thành giới người ta mới sợ mới giữ. Nhưng mà Đức Phật không phải khi khổng khi không kêu mấy cô lại, kêu mấy thầy tới nói nè, từ nay về sau không đứng chống nạnh, không có đi, một người nào phạm thì giới đó được chế. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Tùy phạm, tùy chế. Tùy theo cái phạm của người mà Phật chế cái một cái giới. Chữ chế là dạy đó. Chế là mình chế tác ra, dạy ra. Như vậy thì có người vi phạm, luật nó mới hình thành. Có phải không? Cũng giống như hồi xưa đi phi trường, làm gì có cái chuyện là cấm đem nước, làm gì có cái chuyện gọi là cấm đem những cái chất loãng mà hơn 100 ml. Mà kể từ khi khủng bố 911 bắt đầu kiểm soát chặt chẽ, rồi sau nhiều trận nữa bắt đầu mới gắt gỏng hơn. Nói vậy thôi. Có người vi phạm, có vấn đề xảy ra thì chúng ta mới hiện thành luật pháp. Cho nên Đức Phật rất dân chủ, không bao giờ nói một điều gì mà không có căn cứ mà nói. Điều thứ hai, Phật dạy trong kinh, trước khi Đức Phật mất Niết Bàn, Phật nói điều gì tôi đã nói, nhưng mà sau này luật lệ vẫn vận dụng thì quý vị phải theo. Tức là có những điều tôi chưa nói, nhưng mà hợp tình hợp lý với quốc độ quý vị đang sống, quý vị phải theo. Thí dụ như thời Phật, Phật chưa chế có cái giới là lái xe không được nói phone, lái xe không được bấm GPS, vì thời Phật chưa có cái đó. Nhưng mình đang sống trong một quốc gia mà phone và GPS dễ làm gây tai nạn, cho nên luật pháp đã quy định là không được làm điều đó. Mình là người tu phải theo cái đó.
Không, nói không, tôi dở trong luật rồi, không có câu nào như vậy hết, cho nên tôi thoải mái tôi làm. Thì được thôi, anh thoải mái anh làm thì anh cũng thoải mái gặp cái quả tai nạn hay là bị cái tiết kích nào đó, vân vân. Cho nên Phật rất hay. Rồi bây giờ á, vị Phật tử này muốn quy y mà sợ không giữ được, bộ không quy y giữ được sao? Tại sao phải quy y? Quy y để biết mình là Phật tử, tự mình phát nguyện trở thành Phật tử và cố gắng làm. Nếu không nguyện, không hứa, không bao giờ làm. Chiều nay Pháp Hòa lỡ hứa rồi. Nếu mà phone tới thầy nói, thầy ơi tôi mệt quá, xe kẹt quá, thôi thầy cho tôi, thầy cho con được ở nhà nhé, không đi. Từ đó về sau mình sẽ được mệnh danh là con ma nhà họ Hứa. Nhưng mà mình hứa thì mình sẽ cố gắng mình đi, dù tới trễ nhưng vẫn có mặt. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. 8 giờ rưỡi, sớm hơn 9 giờ. Cho nên á, mình mà tỉnh giác mình tu, nói trời ơi 70 tuổi tôi mới tỉnh ngộ. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Có những người nhắm mắt rồi chưa chịu tu. Còn mình 70 tuổi mình tu, tuy là trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Ai mời mình đi ăn, dạ 5 giờ tôi cố gắng tôi tới, là nhớ trong đầu sắp xếp. Còn nói câu dạ không biết à, thấy mặt tôi biết à, không bao giờ tới. Vì không hứa thì không để tâm, không để tâm thì không làm. Tại sao hai người đó thương nhau mà phải đám cưới? Sống chung vậy được rồi. Đám cưới để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ, thì cái lễ cưới đó tác động, tác hợp hai người này bây giờ chính thức là vợ, là chồng, là người có gia đình. Thì mình cũng vậy, cái lễ quy y phải có để chúng ta hướng tâm phát nguyện. Mà có phát nguyện thì chúng ta cố làm, cố giữ. Có nhiều khi nó thôi tôi không quy y đâu, tôi còn dữ lắm, khi nào tôi hiền tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y chỉnh từ từ nó mới hiền bớt chứ bộ. Nếu mà đợi mà hiền, không tu chừng nào nó hiền, không tu chừng nào hiền. Nói tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi tu. Trời đất ơi, người ta sân si người ta mới tu, tu cho nó giảm sân si. Còn mình cứ đợi giảm sân si, không bao giờ giảm. Cho nên Khổng Tử cũng nói đó, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Nếu muốn rảnh liền rảnh, đợi rảnh không bao giờ rảnh. Tri túc, đãi túc, xin lỗi, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ liền đủ, đợi đủ chừng nào đủ. Bởi vì con người mình không bao giờ biết đủ, thấy không? Thành thử ra tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Người mà biết dừng, dừng liền đi, đừng đợi tới trễ hơn rồi thì mình mang lấy nhiều cái khổ đau. Thầy đi xô nhiều quá, vậy thầy có tài xế riêng không? Lên xe hay máy bay thầy ngủ được không? Cảm ơn thầy. Dạ thưa, tuy xô em nhiều nhưng tài xế riêng không có. Lên máy bay và xe em ngủ được lúc có lúc không. Hồi nãy trên xe là không có ngủ, mới vừa chợp mắt ở dưới khiều hỏi cái mấy vị mới nói trời ơi mời thầy lên xe để mục đích cho thầy nghỉ. Thầy trụ trì dặn đi dặn lại nhiều lần nghe, lên xe phải để thầy nghỉ nghe không. Pháp Hòa mới nói làm người ai làm thế. Người ta mời mình lên xe là người ta có mục nhọt hết rồi. Trời đất ơi, mà mình lên xe mình ngủ, nói trời ông thầy kỳ vậy ta. Trời ơi, em cũng biết thân em lính chứ. Cho nên là thầy đi xô thì có nhiều, tài xế riêng thì không có. Lên máy bay hay xe ngủ được, nhưng mà lúc có lúc không. Vậy đáp được chưa?
Thưa đại chúng, là hôm nay còn câu gì nữa đây? À, xin bạch thầy giúp cho con hiểu hành trì chú Đại Bi thế nào cho đúng pháp. Tụng đủ là tụng đúng. Thật sự ra thưa đại chúng á, niệm Phật, trì chú, tụng kinh đều là những cái phương pháp giúp cho tâm mình tịnh. Ngồi thiền cũng vậy, tất cả những cái pháp tu mà chúng ta đang làm chỉ một mục đích, giúp cho tâm mình tịnh. Và khi mình tâm mình tịnh rồi á, có những cái màu nhiệm mà nó có thể đó là cái chuyện bất khả tư nghị, nó không được, không thể giải thích. Bây giờ ở đây chỉ nói một việc thôi: niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền giúp cho tâm mình tịnh. Đúng hay không là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Đi làm về mấy giờ, rảnh rỗi được mấy giờ, sức khỏe được bao nhiêu, trị nhiêu, tụng nhiêu là đúng. Bây giờ hỏi Pháp Hòa rảnh quá, Pháp Hòa nói tụng ngàn 250 biến. Pháp Hòa mới nói tụng vậy mới đúng. Quý vị gục lên gục xuống mà cứ niệm Đại Bi đâu không thấy, thấy thím không? Không thấy chú mà thấy thím. Nếu mà nói đúng là đúng với ai? Mình, thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình mới gọi là đúng. Còn bây giờ Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa rảnh rỗi, Pháp Hòa có thời gian, Pháp Hòa có không gian, Pháp Hòa tụng, Pháp Hòa nói vậy rồi bảo là đúng, là đúng cho Pháp Hòa mà không đúng cho quý vị. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ tập tu cái pháp nào mình hợp và đúng cái sức khỏe của mình, đúng cái thời gian mình có, đúng cái hoàn cảnh mình có. Bây giờ nè, đi làm về 12 giờ khuya mới rảnh. Nếu có niệm Phật, ra ngồi bằng Phật niệm. Không tiện vô phòng niệm, không có ai bắt gõ chuông nha. Chứ đừng có beng beng beng, con ở trong nó lấy gối nó lăn qua lộn lại. Tụng cho lớn chuông, cho ngõ vậy mới kêu tụng. Nó tụng vậy mới đúng. Tội em mà cũng tội Phật. Đó, cho nên mình ứng dụng mình tu. Ngay cả khi ăn chay, ăn chay không cần lựa mùng 1, rằm 30, mùng 8 gì hết. Quý vị ăn sao mà thuận tiện cho đời sống hàng ngày của mình. Cứ lựa mỗi tuần chủ nhật đi, 4 cái chủ nhật là cả gia đình, con cái, vợ chồng cùng ăn chay. Dễ nấu nè, dễ nhớ nè, mà tiện lợi vô cùng. Nhiều gia đình tổ chức đi chùa là lời được nửa buổi. Sáng vợ chồng con cái dẫn nhau đi chùa, tụng xong thời kinh, nghe xong bài giảng xuống làm gì á. Trời ơi, save money. Rồi mà bữa nào mà chùa mà nấu nhiều mà ế người cái được phần tu go. Rồi đó, đó. Đi chùa kiểu đó dạy gì không đi. Được ăn, được nói, được gói mang về. Cho nên mình tu làm sao mà đúng với hoàn cảnh của mình, đúng với sức khỏe của mình. Quý bác lớn tuổi rồi, có được quyền ngồi trên ghế, đừng sợ gì cả. Đừng sợ gì hết. Nó không được, ngồi trên ghế phạm tội. Không có kinh nào nói ngồi ghế tụng kinh tội hết. Sức khỏe mình quan trọng. Mình tu mà tu đúng với sức khỏe. Quý vị chụp hình với quý thầy, thí dụ quý thầy ngồi mà mình có ngồi bên cũng chẳng sao, không có gì tội hết á. Trời ơi, chân cẳng đau vậy mà đứng lên đứng xuống thiệt là cực, vậy mà phải quỳ xuống cái cho tấm hình. Chụp vậy thầy còn tội hơn. Cứ đứng cứ ngồi bình thường, miễn có tấm hình kỷ niệm với nhau. Quý bác đừng có ngại cái chuyện đó. Sức khỏe mình sao mình sống vậy, hoàn cảnh mình sao mình tu vậy. Tu vậy là tu đúng. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên tu rất dễ. Tu ngay chỗ đó gọi là tu giải, giải thoát. Hiểu cách tu giải thoát chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi mô Phật. Thôi hết giờ. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì cũng đầy đủ duyên Pháp Hòa về thăm chùa Giác Nguyên. Chữ giác á, nghĩa là tỉnh thức. Hồi nãy Pháp Hòa nói đạo Phật là đạo giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Chữ nguyên là nguồn cội.
ai trong chúng ta cũng có giác nguyên hết đó. Tức là cái cội nguồn của sự giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta có cái đó mà không khơi thì nguồn cội này nó không thông. Giống như ở dưới đất đó, nó có lòng có mạch nước, thì mình phải đào đụng được mạch nước thì nước nó mới có. Ở dưới lòng đất có mạch nước, mà nếu chúng ta đào đúng thì nước nó lên. Cũng như thế, trong chúng ta có cái giác nguyên, tức là có nguồn cội của giác ngộ. Chúng ta học Phật là để tìm ra cái phương pháp khơi cái nguồn giác ngộ đó. Và từ đó cái nguồn đó mở rồi thì nó chảy rạc rào bất tận. Đầy đủ duyên chúng ta được gặp ở ngôi chùa này. Và mong rằng những vị ở trong khu vực này, trong vùng này chưa biết chùa này, bữa nay nhờ nhân duyên Pháp Hòa đến đây, quý vị biết chùa này, tức là mình đã gặp được cái nguồn cội của giác. Thường xuyên về đây để cùng khơi cái nguồn đó, làm cho cái cội nguồn đó rộng ra, cho cái mạch nước chảy cho mạnh. Quý vị hiểu ý là nói ha. Giác nguyên là vậy. Mình làm cho cái cội nguồn đó nó, mình tìm được một cái dòng nước chảy nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta chịu khó đào xới, làm mọi cách để cho mạch nước nó lớn lên thành con suối chứ có gì đâu. Ai cũng có cái giác đó. Nhà Phật gọi là bản giác. Cái giây phút mình tỉnh ngộ gọi là thị giác. Từ đó mình tu cho đến cứu cánh giác. Giác có ba thứ: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Còn nhiều cái giác nữa. Giác bịch, giác lưu gì đó. Nhưng mà thật sự ra thì ai cũng có bản giác là giác nguyên. Giây phút mình ngộ nhận ra được gọi là thị giác. Giữ cái đó mà tu cho đến khi nào mình trọn vẹn gọi là cứu cánh giác. Con xin tri ân thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng ta tối hôm nay. Và một lần nữa xin tri ân đến tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã không quản ngại một cái cuối tuần trời tối như thế này mà quý vị vẫn nán lại đây để mà cùng được gặp nhau trong một buổi sinh hoạt này. Nếu có gì sơ sót, mong trên tất cả đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.